Vâng, cảm ơn quý vị đã giữ máy với Chris Phan và luật sư Dina Nguyễn, và trong một hai phút để mình chờ sponsor đó thì quá nhiều người đã gọi điện thoại nói show sai đi. Thế à, mình nói cái gì mà giống như đúng tâm lý của họ là họ text back. Bây giờ cái tâm lý nhất là chúng ta thấy là cái lòng dân nha, mình dùng cái chữ lòng dân và ý trời đã ủng hộ tổng thống Donald Trump. Bây giờ thấy cái tinh thần của người dân đó nha, cũng không phải cử tri đâu, có nhiều người chưa có được vô citizen, họ cũng ủng hộ. Yes. Và ở ngoài cái quốc gia Mỹ này cũng ủng hộ. Là mình chưa thấy, cái lịch sử của thế giới này chưa thấy một người tổng thống nào hoặc là leader nào, một người lãnh đạo nào của thế giới luôn á, mà được lòng dân ủng hộ như vậy. Ồ anh ơi, không phải những lòng dân ở Hoa Kỳ thôi mà lòng dân của thế giới. Đó, thì mình mới thấy chưa có ai mà nguyên cái thế giới này người ta đợi ông Trump nói gì. Mình nói cái đây là cái lịch sử quý vị. Cái đây là lịch sử. Đó, chứ không phải là cái một chuyện đơn giản đâu. Mình nói lịch sử chỉ có tổng thống Donald Trump mà lòng dân ủng hộ như vậy. Họ tự phát ra và cái lòng của họ ủng hộ dân. Cho nên bây giờ đối với Chris, rất là nhiều người gọi vào Chris, sợ quá, sợ người ta ăn gian quá, sợ đảng Dân Chủ ăn gian không. Chris nói, bây giờ cho ăn gian có 10%, có 10 triệu lá phiếu, Tổng thống Trump cũng đậu nữa. Tại vì với Chris nhìn cái lòng dân như vậy á, thì Tổng thống Trump ít nhất là phải hơn tới 70-80% được. Chứ không có bao giờ mình thấy một cái điều nào nó vĩ đại như vậy. Rất là interesting. Hôm qua đó, trên news họ nói là cái thống kê nói 50% người dân họ không có tin tưởng vào cái hệ thống bầu cử của mình. Họ sợ là bị cheating. Nhưng mà biết, mình lại nghĩ là anh biết ai là cái người sợ không? Bị cheating không? Người Đảng Cộng Hòa, những cái người thành viên trong Đảng Cộng Hòa người ta sợ, người ta bỏ vô cho Tổng thống Trump á, sẽ bị cheating. Sẽ bị mất phiếu. Cho nên quý vị đừng có lo, quý vị cứ đi bầu và nếu có cơ hội thì đi thẳng tại lại thùng phiếu, quý vị bầu bỏ phiếu xuống trong cái thùng phiếu. Mà khi quý vị đi vào cái chỗ mà mình bầu cử có thùng phiếu á, mình cảm thấy cái lòng mình nó thích thú lắm. Yeah. Tại mình tự hãnh diện mình. Trong những cái và những cái brochure bầu cử đó thì họ, bên trong đó họ có những cái nơi mà quý vị có thể drop off mấy quý vị hay, quý vị nhớ nè, muốn có cái cuốn sách này về cuộc tổng tuyển cử bầu cử Hoa Kỳ tổng thống nè, cho cư dân Orange County, California, thì quý vị hãy muốn có cuốn sách này, quý vị gọi số điện thoại nha, 714-567-7600, quý vị sẽ có cuốn sách đây. Hình như bây giờ những người mà có phiếu khiếm diện đã có những cái vâng, bây giờ chúng ta trở lại cái lý luận Sài Gòn chúng ta thì thật sự là càng lúc về sau này, những năm sau này đó, mình thấy là cộng đồng của chúng ta và kể cả những người trẻ và những người trung niên đều bắt đầu vào cái dòng chính, ra ứng cử đủ thứ chức vụ hết. Bây giờ mình nói về cái chức vụ đầu tiên ha, chức vụ lớn nhất mà ở trong California đó là giữa Janet Nguyễn và Thu Hà. Thu Hà là Dân Chủ, Janet Nguyễn là Cộng Hòa. Đó, thì với Chris thấy công bằng lắm. Ít nhiều gì trong gần 16 năm nay đến 20 năm nay thấy Janet Nguyễn có phục vụ đồng hương. Và còn những cái cá nhân Chris không nói, Chris nói về những cái gì mà mình thấy rõ, mình thấy phục vụ. Và thứ hai, Janet Nguyễn là Cộng Hòa, không có ủng hộ cho phá thai như là Thu Hà, không có ủng hộ ông Joe Biden, Pelosi của Đảng Dân Chủ để mà là ủng hộ Black Lives Matter, ủng hộ cái sự xuống đường đập phá, hoặc là cái quan trọng nhất đó là ủng hộ cho mở cái border lại, là mở cái bức tường không cho di dân lậu vào. Để làm gì? Để cần những cái lá phiếu của di dân lậu luôn. Và chúng ta quá tốn quá nhiều tiền, chúng ta không muốn nói điều đó nữa. Đó, với hai người đó thì Chris bầu cho Janet Nguyễn là người Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà bây giờ mình phải nói cho nó fair. Tại hai người đều là phụ nữ, người Việt Nam, gốc Việt Nam. Thì Thu Hà đó, mình cũng thấy Thu Hà có làm việc trong cộng đồng. Cô là một cái người giống như là counseling cho những em trẻ đó, trong cái Young Marine, group Young Marine mà cô đã thành lập cũng cả chục năm về trước. Rồi cái thứ nhì là cô cũng là một người mẹ, giống như Janet như vậy đó, nên cô cũng có sinh hoạt trong những cái vấn đề mà cho trẻ em. Rồi cái thứ ba là cô người sinh hoạt trong cộng đồng với tư cách là giúp cho những cái hội. Cho mình hỏi này, cô là một người mẹ mà có ủng hộ người mẹ phá thai
À, mình thấy một cái vấn đề rất là trơ trẽn, rất là trơ trêu. Một người mẹ, mình đã là mẹ mà ủng hộ cái phá thai là mình thấy một cái rất là dã man. Mình có ủng hộ vâng, bây giờ cái hai người đó là mình nói rồi. Bây giờ xuống tới phần em Dương Đỗ. Tôi rất thích anh này. Thật sự hồi trước cái không thích là tại ông nóng tính lắm. Nhưng mà trong thời gian sau 6 năm ổng làm. Anh ơi, cái nóng tính này thì ok. Trong cộng đồng á là deal với người cộng đồng mà những người không, già rất để là Chris khó nói về chịu. Cái cảm xúc của mình đối với ổng. 6 năm trước ổng ra ổng cũng hung hố đại khái vậy. Mình nhìn một người luật sư, một người rất là ổng đẹp trai chứ cao ráo đẹp trai lắm. Nhưng mà giờ trong 6 năm mình thấy rõ ràng mình có phải theo dõi khi làm việc rất là nhiều. Và cái vừa rồi trong cái chương trình mà của chính phủ đó, ổng ráng đem tiền về cho địa hạt một để mà giúp cho tiểu thương rõ ràng. 13 triệu. Cho nên dưới lợi thứ hai nữa, ổng là cộng người của đảng Cộng Hòa và đối đầu với là Sergio Contreras. Quý vị, đối đầu với đảng Dân Chủ là Chris ủng hộ ổng liền 100%, người Việt luôn, và là người của đảng Cộng Hòa nữa, là tuyệt đối không bao giờ ủng hộ phá thai, tuyệt đối không bao giờ ủng hộ cho illegal, cho những người bất hợp pháp đó, và tuyệt đối không bao giờ ủng hộ các cái tiền của để mà giảm cái laws and order đó. Mình cái chính của giám sát viên Andrew Đỗ là chi ra rất là nhiều ngân khoản cho vấn đề homeless. Cái đó rất là hay. Và thứ hai nữa là ổng ủng hộ cho Tổng thống Trump 100% để mà ủng hộ cho cái đất nước này phải có một cái lực lượng cảnh sát rất là tốt. Rất là tốt. Quý vị cứ nghĩ đảng Dân Chủ nói là một cái đất nước này không có cảnh sát thì quý vị nghĩ sao? Không có cảnh sát rồi không có quyền có súng nữa. Anh đang cầm cái gì vậy? Orange County Register, tờ báo endorse ông. OC Register là mình biết là của đảng Dân Chủ đó nha. Đa số đó mà giờ ủng hộ ông. Newspaper là đảng Dân Chủ. Và quý vị thấy không? Rồi, bây giờ xuống tới nghị viên của Westminster đi. Nghị viên của Westminster thì kỳ này chúng ta có cái gì? Thấy... nó lộn xộn quá. Thấy giống như chiến trường. Nghị viên thì thôi mấy ông nghị viên cái chức bây giờ mình nói thị trưởng. Rồi, cái chức nghị viện nhỏ xíu mà. Đi thị trưởng tổng quá good luck thuê vậy. Ok, thị trưởng thì bây giờ mình thấy là có ông Skip John ở tên Garden Road. Mình bên mình skip Westminster hả? Westminster đại khái vậy, đâu có ai thi thị trưởng kỳ này đâu. Có chứ. Thị trưởng đâu có. Có. Chức thị trưởng đâu có. Có, chức thị trưởng là tài trí và 4 năm mà tại sao còn gì đó? Tài đổ. No, cái đó qua rồi, cái đó là tại recall mới là chức thị trưởng. Okay. Okay, về cái chức thị trưởng của Garden Road là ông Phát Bùi và ông Steve John. Dina là người nghị viên làm 8 năm ở trong cái Garden Road. Dina có cái suy nghĩ như thế nào về hai nhân vật này? Mình đã theo dõi, dù là không còn ở trong thành phố Garden Grove nữa, mình cũng theo dõi những cái sinh hoạt của thành phố Garden Grove cũng như là công trình ở trong thành phố Garden Grove. Thì thấy ông Steve trong những cái năm vừa rồi là một người thị trưởng rất là xuất sắc, mà nhất là trong những cái vấn đề mà phải đương đầu với lại COVID-19 nè. Thì ông đã đưa ra những cái dự luật mà để cho nó giảm bớt đi những cái tệ hại của COVID-19, chẳng hạn như là không có làm code enforcement trong cái lúc đó, chẳng hạn như là ông ủng hộ không có code enforcement, ông ủng hộ không có bill nước, đòi bill nước mà cúp nước có bill nhưng mà không có cúp nước trong cái thời điểm đó, tại vì thành phố Garden Grove là cái người cung cấp nước cho từng căn nhà đó. Rồi những cái sinh hoạt khác nữa, sinh hoạt người già nữa, ông ủng hộ những cái vấn đề về food banking. Ông rất là chi tiết ha. Yes, và ông có cái tâm cũng rất là good luôn. Đến nỗi mà ông muốn lấy một cái bà vợ người Lào Việt đó, mà ông phải đi về bên Lào, bên Lào để ông đi tu một thời gian theo cái phong tục của người Lào. Vâng, và với ai thì có không biết, với ông Steve John cách đây 10 năm mình mở cái đài TV đó, VAN TV đó,
thì cái chỗ đó nó bị flood, bị nước. Yeah. Mà city á, nó không cho. Mình nhớ. Phải không? Nhớ hơn. Ở dưới đường Nelson đó, city nó không cho để mà hoạt động đó. Thì mình nhờ ổng xuống mình coi giùm. Thì không phải là phải chi tiền cho ai hoặc hối lộ, không có. Ổng nói câu rất là nè, phải lên lấy cái code này. Ổng kêu vào cái plan commissioner đó và cái department đó đó, là coi này, lấy cái code này, làm đúng cái code này. Ông chỉ dẫn cho mình như vậy, ông chỉ dẫn và ông đưa Chris tới cái chỗ đó luôn và ông làm từng đó, làm 2 tháng rưỡi và chúng ta được cái điều đó. Mình thấy mình rất cần một người thị trưởng khi mà người dân tới nói một cái vấn đề, họ hiểu về vấn đề xây cất, họ hiểu về vấn đề tài chính, họ hiểu về vấn đề của thành phố, thì ông là một cái người có bằng master về finance. Mà ông đã làm người developer, là nghĩa là người công ty xây cất á, cũng là bao nhiêu năm nay rồi, và ông đã làm thành hoàn thành nhiều cái công trình xây cất khác nhau, nên khi mà đến chỗ anh Chris á, anh nói một cái ông đề tài liền. Gì ông biết liền là cách phải giải quyết như thế nào. Vâng, còn đối thủ của ông là ông Phát Bùi, thì ông Phát Bùi là người Việt Nam. Ông có sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam thì chắc mọi người cũng biết. Nhưng mà với Chris á, Chris thấy ông Steve Jobs á, là ông trực tiếp và ông ủng hộ tổng thống Trump 100% và cổ động như vậy. Trong khi mình thấy Phát Bùi đó, ổng thì ổng là đảng Cộng Hòa, nhưng mà ổng lo về cái chiếc ghế của ổng. Ổng lo quảng cáo, lo cái thân của ổng thôi. Còn chúng ta, cái quan trọng nhất vẫn là Tổng thống Donald Trump phải đắc cử. Đó, và tôi thấy ông Sip John đó, ổng rất là tỉ mỉ. Và ổng đem, ổng giúp từng người. Thấy rõ lắm, ai gọi tới ổng giúp từng người. Tận tâm rồi. Còn cái, mình không nói về cá nhân gì nữa. Nói rất là dễ, chẳng hạn. Nói hai người. Ông Sip John. Ồ, tôi thấy có cái hãng SCG á, nó là của China đó, tôi không có muốn ở thành phố mà tại sao phải bao nhiêu với China đi về đi về qua China làm chi. Thì ông nói ồ ok, thì bây giờ để cancel không có đi cái trip đó. Ông cancel trong khi cũng một cái đề tài đó, mình nói anh Phát ơi, tôi xin anh làm sao anh hủy bỏ cái chuyến đi đó. Không, ông Phát nói không được. Thì tôi mới thấy là hai người nó có như vậy, là một người ủng hộ, một người ủng hộ làm ăn với Tàu Cộng, trung ương của Đảng Cộng sản Tàu Cộng là đó, anh Phát Bùi, và một người là đó là Steve Jobs, là chống lại, biết sửa lại và dừng lại và chống lại khi mà ông biết được đó là của trung ương Đảng Cộng sản Tàu để mà trà trộn đây để làm ăn đó, thì ông cancel liền, ông hủy bỏ liền. Thì với cái hai cái hình ảnh nhỏ bé đó thôi, thì tôi là người tôi bầu cho ông Steve Jobs. Dù ổng là người Mỹ, mình đang dùng cái lá phiếu của lá phiếu cử tri của người Mỹ nhá. Mình không phải người Việt Nam nữa. Nếu mà mình nói mình người Việt Nam nữa thì cái lá phiếu không có giá trị. Cái lá phiếu của mình là người Mỹ gốc Việt. Ok, cho nên chúng ta bầu cử cho cư dân, bầu cử cho những người lãnh đạo tốt chứ không biết bất cứ cái sắc dân nào. Mình thấy cái người nào mình thấy làm tốt, giống cái lập trường của mình thì đúng, mình bầu cho cái người làm tốt, làm hữu ích và luôn luôn có một cái tinh thần cho quốc gia, cho cái nước Mỹ này. Đó là phần những cái người mình bầu cử. Còn mấy ông mà chức vụ nghị viên đồ nó bây giờ nó lộn xộn, dĩ nhiên khi mà tranh chức với nhau thì người này phập người kia phập, cái đó là chuyện bình thường, đó là một hệ thống dân chủ. Mình đừng có hoang mang, mà đừng có phê bình người, đừng ta phê bình, vì, ok, chẳng hạn như là ông Phát đi qua bên thành phố Westminster complain. That's okay. Cái chuyện đó chuyện bình thường, cứ tự do làm gì làm, nhưng mà với điều kiện. Có một cái điều mà Chris tuyệt đối là chống đối nếu ai mà liên quan tới Cộng sản Việt Nam mà trà trộn vô đây liên quan Cộng sản Việt Nam, tại vì chứng tỏ là ở thành phố Garden Grove và thành phố Westminster đã có cái nghị luật, phải không? Nghị luật là cấm cửa. Không phải thành phố nữa, nhưng mà cư dân, lòng dân là mình không có pha trộn với, không có tuyên truyền gì của Cộng sản hết. Cho nên ông nào mà liên lạc, liên hệ rồi ăn nhậu với Việt Cộng mà chúng ta biết được, chúng ta phải tẩy chay. Đơn giản vậy thôi. Tìm hiểu và tẩy chay. Why? Không có tìm hiểu gì nữa, tẩy chay. Không có lý do gì mà ngồi ăn nhậu với lại Cộng sản. Trong cái thời điểm này mình cũng phải. Và bây giờ mình thấy nó gọi là vàng thâu lẫn lộn. Vâng, đó là những gì người mà người dân á, người ta rất là smart. They're smarter than you think. Quý vị thấy trước bàn của Chris Trump là những cái mũ ủng hộ của Tổng thống Donald Trump hết, và cái đây cũng của Chris Phan luôn, ở nhập chung luôn đây. Đó, thì thật sự ra Chris còn
có gần 1.000 cái mũ, nhưng mà Chris không có tặng cho ai nữa. Để làm gì? Và Chris đã có tới 400 cái kiến đó, ông anh ông tặng cho Chris 200 cái và Chris bỏ vô 200 cái nữa là có 4. Thêm 2 á? Bây giờ còn không? Không có cho Dina nữa đâu. Nhưng mà còn để cho không? Không có cho. Ok, nhớ nha quý vị, đừng có gọi. Đừng có gọi nữa. Ok, bây giờ Chris có không, Chris có... Không, không, Chris biết làm gì hả? Để mà chuẩn bị sau ngày 3 tháng 11 mà Tổng thống Donald Trump đắc cử, Chris và Dina sẽ làm một cái đại nhạc hội 1.000 người, Chris sẽ tặng. Lúc đó mới tặng. Để mình để dành cho tặng mấy người đó chứ. Có cái ngày có đại nhạc hội chứ? Thì đợi đợi coi lại chứ. Coi thử nó quarantine thế nào. Coi thử cái ở... cái luật của California à, không có làm virtual. Phải Chris muốn có đồng hương tới để mà chung vui với mình. Mà mình nghĩ sau sau bầu cử là cái chuyện mà Covid đây là cái chuyện của chính trị rồi chứ. Có cái này đi, nó muốn announce rất là nhanh nha. Uh-huh. Mình đang ở thành phố Stanton. Thành phố Stanton đây là cái headquarters của Trump Pence campaign 2020. Thì Trump, cái headquarters này được quản lý bởi ông thị trưởng của thành phố Stanton, đó là ông Dave Schauer. Và ông Dave Schauer kỳ này ủng hộ cho ông Dwayne để ra tranh cử cái chức vụ mà nghị viên đó. Quý vị thấy cái tên Dwayne thì quý vị bầu cho ông Dwayne nha. Và bầu cho ông James Waters. James Waters, mà chúng ta đã vừa mới interview đó, ông volunteer ở đây hàng ngày. Và ông quyết tâm là ông sẽ ủng hộ cho cái campaign của ông Tổng thống Trump. Và quyết tâm là sẽ vâng, quý vị nào mà có cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và trong cái chương trình đây thì có một công ty của cũng có phần của Chris cũng làm ở đây, nhờ như vậy mà mình ngồi lên đây. Quý vị nào mà cần những cái bởi nhờ như vậy mới có tiền mà mua thêm mấy cái đúng mũ, đúng mấy cái đúng 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 phải có chứ, phải làm ăn chứ, phải làm ăn mới có tiền một chút xíu để mà mình ủng hộ cho Tổng thống Trump chứ. Ok, quý vị nào mà nhất là nhà cửa quý vị mà cần mà kitchen cabinet đó, hay là cửa đồ á, thì quý vị hãy gọi, hoặc là mấy cái mẫu mã rất là tân thời, rất là rẻ. Ở chỗ đó có giống như là nguyên một cái showroom lớn cho mình coi là có hết rồi. Quý vị nào cũng giống như những cái đá gạch đó, cái quartz hay là granite hay là của marble đó, thì mình muốn remodel bathroom hay là phòng tắm nè, kitchen nè, room design nè, quý vị ở dưới đó thì tất cả anh em của có một cái team rất là lớn, contractor rất là professional họ làm. Và cái nói chung là Việt Nam mình làm gì làm cũng phải cần một cái giá nó tương đối, phải không? Cái giá bảo đảm ở tại Orange County này thì anh em của chúng tôi sẽ có bảo đảm cái giá cho quý vị rất là competitive. Và bán tất cả các đồ nghề làm về đá nè, gạch nè, granite nè, quartz nè, marble nè, và đủ loại. Quý vị nào nói chung, quý vị nào mà remodel nhà, quý vị nào mà cần tất cả những gì mà vật dụng xây dựng, hãy gọi cho Chris với số phone 714-624-0606, 714-624-0606. Chúng tôi sẽ đến tận nhà để mà chia sẻ cho quý vị, giúp cho quý vị những cái advice nhé. Và một lần nữa cảm ơn quý vị, nhớ chúng ta nhớ nha, đi bầu. Mời. Thank you anh Chris. Thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn liên lạc với luật sư Dina Nguyễn về vấn đề pháp lý thì là 714-657-2425. 714-657-2425. Yeah. Chúc quý vị có một cuối tuần rất là vui vẻ. Vâng, chúc cho quý vị có một ngày vui, bình an và hạnh phúc. Đi bầu. Đi bầu.